Chữa nấm da bao lâu thì khỏi hả chị? Thường á, nấm da là một trong những cái chứng rối loạn mãn tính điển hình. Có nghĩa là cái tình trạng này nó kéo dài theo một cái người mà bị nám, có thể là một thời gian rất là dài hoặc là cả đời. Hoặc là có những cái giai đoạn chúng ta mang thai á, thì chúng ta sẽ bị nám ngay tại thời điểm đó và sau đó chúng ta sẽ khỏi. Nám cũng có thể đáp ứng tốt những cái phương pháp điều trị, nó có thể khỏi hoặc là nó mờ đi rất là nhiều. Nhưng mà tùy vào cái cơ địa của chúng ta như thế nào và cái nguyên nhân tái phát nám của chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ có những cái phương pháp điều trị khác nhau. Thì thường á, một cái quá trình để mà điều trị nám nó sẽ kéo dài từ 6 đến 8 tháng, có người là hơn cả năm. Vì vậy khi mà chúng ta quyết định điều trị nám thì chúng ta cần phải hiểu rõ nguyên nhân chúng ta bị bắt đầu nám là từ đâu. Chúng ta cần phải lắng nghe rõ những cái hướng dẫn, những cái tư vấn cũng giống như những cái phác đồ điều trị của bác sĩ, và chúng ta tuân thủ làm theo thì chúng ta mới có thể khỏi và chúng ta có thể loại bỏ được cái tình trạng nám. Chào chị, em cảm ơn chị ngày hôm nay đã nhận lời mời với tụi em để có thể giúp em thực hiện cái video feedback của khách hàng trải nghiệm dịch vụ tại Sapphire Beauty Academy. Vì ở đây em điều trị theo mỗi công nghệ là tinh gọn, em nhớ không lầm là em chỉ làm kỹ thuật cho chị đúng một lần chị ha, và sau đó là em lên cái phác đồ chị vô sản phẩm tại nhà. Thì chị cho em hỏi là trong quá trình mà mình chăm sóc da tại nhà thì những cái bước phác đồ mà em hướng dẫn cho chị, thì chị có thoải mái trong cái quá trình mà chị vừa làm việc vừa làm hay không? Thoải mái, cái những cái phác đồ của em á, nó đơn giản lắm. Về nhà chị chỉ bôi cái sản phẩm nó lên thôi, sáng trưa chiều theo cái em lời dẫn của em á, rồi chị thấy bôi lên thì nó có cái sự chập chích nhẹ nhẹ thôi ngay từ ban đầu, cái một hai bữa sau là hết, cái nó bong đi những cái lớp da chết của chị, như da sần đi, cái những cái nám cái làm cho lỗ chân lông chị nó che khít lại. Và chị sử dụng cái phác đồ em đưa cái mỹ phẩm chị về chị điều trị ngày hôm nay nó thay đổi làn da chị đến em, là nó da chị này rất là đẹp. Hiện tại thì mình đã đến ngày thứ 21, da chị nó vẫn còn trong cái giai đoạn là cần phải tái tạo da thêm. Thì bây giờ chị đã qua cái bước là bôi sản phẩm điều trị, thì chúng ta sẽ bắt đầu bước qua cái giai đoạn chúng ta bôi dưỡng. Có như thế là em sẽ lên chị cái phác đồ, cái quá trình chúng ta sử dụng kem dưỡng mà chúng ta cứ duy trì cho làn da nó khỏe mạnh. Và thường em hay khuyến khích khách hàng là sau khi mà điều trị xong tầm khoảng nó từ 3 đến 6 tháng, khách hàng sẽ quay lại Sapphire Beauty Academy để mình em có thể kiểm tra da thường xuyên hơn, để mình có thể duy trì làn da khỏe mạnh. Em cảm ơn chị thật là nhiều hôm nay đến đây với tụi em.